Chào các bạn, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có nhiều người mắc bệnh xơ cứng động mạch, đái tháo đường không? Mắc các bệnh này là do hai nhóm nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong là căn nguyên di truyền, còn nguyên nhân bên ngoài là những yếu tố hoàn cảnh sinh hoạt. Sự tác động lẫn nhau giữa các nguyên nhân bên trong và bên ngoài làm cho ta mắc bệnh. Nếu cả bố lẫn mẹ đều bị cao huyết áp thì 45% con sinh ra mắc phải bệnh đó. Nếu trong hai người chỉ có hoặc bố hoặc mẹ bị cao huyết áp thì chỉ đến 28% con sinh ra bị cao huyết áp. Còn cả bố lẫn mẹ đều không ai bị mắc bệnh này thì con đẻ ra không bị cao huyết áp, hoặc là nếu có thì chỉ khoảng 3,5% thôi. Nếu một đứa trẻ mới sinh ra mà đã có lượng cholesterol trong máu cao, hoặc mới vài ngày tuổi mà đã bị cao huyết áp thì đó là do di truyền. Có hai người, một người ăn nhiều thịt mỡ và bị tăng mỡ trong máu hoặc là nhồi máu cơ tim, còn người kia thì thường xuyên ăn thịt mỡ lại không mắc những cái bệnh về tim, thì đó là yếu tố di truyền của họ khác nhau. Và có vô số trường hợp chứng minh sự tác động tiêu cực của nguyên nhân bên trong gây bệnh, nhưng cũng chứng minh rằng nguyên nhân bên trong không đóng vai trò chủ yếu sinh bệnh, nhất là các bệnh mãn tính chỉ chiếm 20%, còn 80% do các nguyên nhân bên ngoài gây ra. Do đó có thể điều chỉnh các nguyên nhân bên ngoài bằng lối sống khoa học để giảm bệnh tật, đó là ăn uống hợp lý, vận động vừa sức, bỏ thuốc, bớt rượu, tâm thần cân bằng. Với các điều chỉnh này thì có thể giảm đến 55% bệnh đái tháo đường, 33% bệnh ung thư và trung bình kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm trở lên mà không hề tốn thêm tiền. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ăn uống hợp lý. Vậy ăn uống hợp lý là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Ai cũng cần ăn uống mới sống được, và ăn uống hợp lý làm ta không béo quá, không gầy quá, lượng mỡ trong máu không cao, cũng không thấp, không đặc và cũng không loãng. Chế độ ăn hợp lý có thể khái quát trong 2 câu 10 chữ như sau: 1, 2, 3, 4, 5, đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Vậy 1, 2, 3, 4, 5 là gì? Thứ nhất, 1 là mỗi ngày uống 1 cốc sữa từ 100 đến 200ml. Truyền thống ẩm thực của người Á Đông chúng ta có nhiều ưu điểm, nhưng mắc một nhược điểm lớn, đó là thiếu canxi. Có đến 99% người già thiếu canxi dẫn đến đau, mỏi xương, càng già càng nùn thấp và dễ bị gãy xương. Trung bình mỗi ngày mỗi người thiếu khoảng 300mg canxi, tức là thiếu khoảng 1/3 nhu cầu canxi hàng ngày cho cơ thể. Và người Nhật từng có một giải pháp rất hữu hiệu là một cốc sữa bò hàng ngày cho người Nhật vươn cao bằng dân Âu Mỹ. Và sữa bò còn giúp phát triển trí tuệ, đầu óc thông minh, tăng cường sức đề kháng và chống các viêm nhiễm. Và cách tốt nhất là trước khi đi ngủ, uống một cốc sữa, một viên vitamin C và một viên vitamin B tổng hợp. Nếu chưa quen sữa tươi thì tập dần ít một và hay thay bằng sữa chua hoặc là sữa đậu lành. Nhưng lưu ý là hàm lượng canxi trong sữa đậu lành sẽ thấp hơn trong sữa bò. Hai là thế nào? Là mỗi ngày chỉ ăn hạn chế 2 lạng, có nghĩa là 200g chất bột. Đây là biện pháp tốt nhất để giảm béo bệu, tức là giảm các cái tai biến về tim mạch. Các nhà dinh dưỡng học đã tổng kết ăn súp hoặc là uống canh đầu bữa thì dáng người thon thả, nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Có thể giải thích là uống canh trước là do phản xạ cầu não làm mức độ thèm ăn giảm đi, sẽ ăn ít đi 1/4, khoảng 25% bữa ăn bình thường, tốc độ ăn chậm lại và cuối cùng dạ dày khỏi bị căng quá. Ba là thế nào? Là chỉ ăn 1/3 lượng thịt và trứng ham muốn. Không ăn thịt và trứng thì là không tốt, nhưng ăn thoải mái thì rất có hại, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Càng ăn nhiều thịt thì tuổi thọ càng giảm. Còn cá là thức ăn thì rất tốt cho người cao tuổi, đặc biệt là đối với nữ giới. Ngoài cá thì nên dùng nhiều đậu nành, đỗ tương và các cái chế phẩm của nó để thay bớt cho thịt và trứng. 4 nghĩa là gì? 4 có 4 ý như sau: có thô, có mềm, bớt ngọt, bớt mặn. Ngày 4-5 bữa, ăn khoảng 4/5 của bụng, tức là khoảng 70-80% thôi. Cụ thể là nên ăn gạo nứt còn nguyên cám, ngô bung, khoai lang, luộc, và mỗi tuần ăn 1 hoặc 2 bữa cháo. Hàng ngày ăn thêm 1-2 bữa phụ ngoài 3 bữa chính. Chỉ ăn tầm 70-80% có nghĩa là dừng ăn khi vẫn còn muốn ăn thêm một chút nữa. Và để tốt cho sức khỏe, mọi người nên áp dụng là không ăn thật no hay no quá no, và nên đi bộ, nên leo cầu thang, hạn chế dùng thang máy để giảm các cái bệnh về đái tháo đường, nhồi máu cơ tim, xơ cứng động mạch và cao huyết áp. 5 nghĩa là gì? Là mỗi ngày ăn chừng khoảng 5 lạng, là 500g rau xanh và quả chín. 5 lạng rau mỗi ngày gồm có 4 lạng rau xanh và 1 lạng quả chín. Ăn nhiều rau quả tươi có thể giảm được 50% bệnh ung thư. Trong cái câu thứ hai là đỏ, vàng, xanh, trắng, đen là gì?
đỏ là mỗi ngày ăn một quả cà chua chín, đặc biệt là rất tốt cho nam giới cao tuổi, bởi vì chỉ cần một quả cà chua chín mỗi ngày cũng phòng tránh được tới 50% các bệnh về tuyến tiền liệt u xơ hay là phì đại và ung thư. Và khoai lang nghệ cũng có tác dụng tương tự. Rượu nho đỏ, rượu nếp cẩm có màu tím uống mỗi ngày khoảng 50 đến 100 ml có thể phòng xơ cứng động mạch, nhưng uống quá liều thì không nên. Và nếu ai tính trầm mặc hay là phiền muộn thì nên là mỗi ngày ăn một quả ớt chín đỏ cũng rất là tốt, nhưng mà không nên ăn ớt quá cay. Vàng là gì? Và các quả củ quả có màu vàng, thiếu canxi và vitamin A, người già thường đau xương mở mắt, trẻ nhỏ thì thường cảm mạo hoặc viêm amidan. Vậy vitamin A có nhiều trong cà rốt, dưa hấu, khoai lang nghệ, bí đỏ, ngô hạt, ớt đỏ, hay nói chung là các cái rau củ quả có màu vàng và màu đỏ. Ở Việt Nam thì còn có gấc này, đu đủ, chuối tiêu, rau dền đỏ, củ cải đỏ là các cái thực phẩm có màu đỏ rất tốt cho sức khỏe. Xanh là gì? Là chè xanh, là chúng ta uống nhiều loại trà nhưng cần nhấn mạnh là chè xanh là tốt nhất, và là chè tươi lại càng tốt nhưng không nên uống quá nhiều hoặc là quá đặc. Nước chè tươi còn có tác dụng là vệ sinh răng miệng, và trước khi đi ngủ hoặc là sáng dậy dùng một súc miệng rất là tốt. Trắng là gì? Là bột yến mạch, bột được nghiền từ ra từ lúa mạch. Còn đen là gì? Đen là gì? Đó là mộc nhĩ. Ăn mộc nhĩ làm giảm độ dính của máu, do đó ngăn chặn được tắc mạch hoặc là vỡ mạch của người cao huyết áp, hạn chế được tai biến, nhồi máu cơ tim. Ở người bình thường thì mộc nhĩ giúp máu lưu thông toàn thân và lên não đầy đủ hơn, nên duy trì được trí nhớ tốt, vận hành các giác quan và các bộ phận của cơ thể tốt hơn. Ăn mộc nhĩ mỗi ngày từ 5 đến 10 gram bằng cách xào với rau hoặc là nấu canh rất tốt, và có tác dụng làm tan lượng mỡ cặn bã trong máu, làm cho máu lưu thông dễ dàng trong mạch, cho nên phòng chữa được nhiều bệnh nan y về tim mạch. Có thể thêm các thực phẩm màu đen như đậu đen giúp nhuận tràng, chữa trĩ rất là tốt. Vừng đen thì chữa đau lưng và cải thiện trí nhớ. Nếp cẩm có màu tím đen. Táo tàu khi khô thì có màu đen. Tam thất, và mọi người thường ví là đen như củ tam thất phải không ạ? Và thịt gà đen cũng là những cái thức ăn bổ dưỡng cho người cao tuổi, người ốm, sản phụ thì nên ăn thường xuyên vì rất là có lợi. Và sau đây là cái bài thuốc để tham khảo từ mộc nhĩ, giúp làm tan lượng mỡ cặn bã trong máu, giúp máu lưu thông dễ dàng. Bài thuốc như sau, chúng ta sẽ có nguyên liệu là 10g mộc nhĩ, 50g, mình nhắc lại, 10g mộc nhĩ, 50g thịt nạc, 5 quả táo tàu, 5 lát gừng. Và đổ bát nước sắc như thuốc, đến khi còn 2 bát thì thêm vào một chút muối và một chút mì chính rồi ăn như canh. Mỗi ngày dùng một lần và dùng liên tục trong 45 ngày. Trên đây là một vài thông tin tham khảo để có chế độ ăn uống hợp lý, và hẹn các bạn trong các video sau để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp một số cái cách để cải thiện những cái nguyên nhân bên ngoài để phòng chống bệnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều thành công nha.